Năng lượng, giá dầu thế giới đêm qua đã giảm sâu khi trước đó một ngày người đứng đầu giá vàng tăng nhẹ trở lại. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đã tăng 0,41% lên 1.791,4 đô la Mỹ một ounce. Hy vọng phần trình bày vừa rồi sẽ phần nào giúp ích cho quý vị, đặc biệt là các nhà đầu tư. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần tin thời tiết.